sự ai cũng khỏe mạnh là tôi không bệnh gì đâu, đúng chưa? Ai cũng nói rằng tôi không bệnh. Hai cái tỷ lệ tử vong của Covid đó là 6 độ những kết quả tử vong khác. Đó là gì? Các bạn hiểu được là sức khỏe thể chất họ thế nào? Các bạn hiểu được sức khỏe tinh thần họ ra sao? Và sức khỏe xã hội của họ thế nào?